thì nó lùn ra xong rồi khoảng 4 tiếng đồng hồ nó bắt đầu nó cứng như vỏ lại. Nó lùn được cái kẹo được không ạ? Nó di chuyển này nó gãy nó nứt này, nứt thịt luôn mà. Nó yếu chút nó không lột được do mình rèn nó vô luôn á. Nhưng mà nó vẫn còn sống, nó mới anh mới đi cho ăn thì đâu có thấy nó lột. Chừng anh tiêu để thì hôm qua thấy sao nó lùn rồi cái buông nó nứt ra. Khâu sướng à? Thì không, tức là coi như vậy này thì không. Đem về để chấm này. Chờ nó phát triển. Chờ đã hả? Liếm lắm, chắc em có đi cái dịp này mới gặp cái con cua này. Nó đang lột. Anh Trần Biển bao nhiêu năm nay cũng chắc gì chẳng nó làm. Quay cận cảnh cho nghe. Cận cảnh cho em thấy đó. Nó qua quay là cỡ này. Chơi phèo chuối không? Đây là chị phèo chuối. Đây là tung kính chút nữa anh chở đi tung kính quay đồ anh vô.